chào quý vị khán giả thân mến của Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một không gian sống và kinh doanh tại địa chỉ là số 290 đường Trường Sa, thuộc địa phận phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực là nơi hòa mình vào sự thanh lịch và đẳng cấp của cuộc sống từ gốc quê, trực diện ngôi nhà tỏa dưới ánh nắng trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Mỗi chi tiết thì đều được chăm chút, mỗi đường nét thiết kế đều nổi bật vẻ đẹp của sự tinh tế dưới bức tranh của bình minh. Tia nắng hồng nhẹ nhàng như ôm trọn căn nhà trong mỗi buổi sáng và ánh nắng qua những cửa sổ. Cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, làm nổi bật từng đường nét của nội thất và phô diễn vẻ đẹp tinh tế của không gian ánh nắng. Ta không chỉ sống trong căn nhà mà còn sống trong một bức tranh vô tận của ánh sáng và tràn đầy sự ấm áp của bình minh. Vị trí của tòa nhà này hay tầng sân thượng đều mở ra tầm nhìn tuyệt vời, mang đến cảm giác thanh khiết và yên bình, tạo nên một không gian thoáng đãng và thư giãn cho chủ nhân. Về diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 136m², trong đó chiều ngang mặt trước của nhà là 8m và chiều dài là 17,2m. Căn nhà này không chỉ là nơi để ở mà còn là nguồn thu nhập khai thác cho thuê có giá trị cao, với kết cấu chắc chắn là một tầng hầm và 4 tầng lầu cộng sân thượng. Mỗi không gian được thiết kế tinh tế, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và không gian sống hiện đại. Căn nhà hiện đang chào bán có hợp đồng thuê là 250 triệu một tháng. Đây thực sự là một nguồn thu nhập ổn định và an toàn khi sở hữu với giá bán tại thời điểm này là 63 tỷ. Quý nhà đầu tư không chỉ sở hữu không gian sống cửa kinh doanh mà còn đầu tư vào một tài sản có tiềm năng tăng giá trị theo thời gian. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng chúng tôi tìm hiểu về không gian sống và kinh doanh. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết và trải nghiệm thực tế. Xin chào và chúc quý vị một ngày tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.